Nha, đây là am tự của Hai Lắc ở tổ 2 ấp 6 Bình Mỹ Củ Chi. Ngày Phật Đản, ngày mừng đại lễ Phật Đản, am tự trang trí nguyên khách đến. Dạ bà. Chào bà. Chào. Khách đến. Chưa đẹp dạ, con cũng mới về. Ông hai nhắc con hai nhắc rồi, hả? ông hai mới nhắc. Nhà về tới đây là xong việc một phần. Chụp để lưu giữ cái máy cơ. Con không có Chụp điện cho thoại, dạ hả? điện thoại nghe chứ Chụp không có dạ điện hả? thoại. Chụp lưu Con giữ hai có nè. Chụp lưu lại lưu cho bà đi. Có cái cảnh nào đẹp 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 quá á. nè. Có trò lá chơi nữa nè. Rồi. Lâm Phương hay ra cái trò lá chơi. Đấy, trò lá ở đây mát lắm. Trò lá nằm trên ao sen. Ao sen ngày quá trời nào của nhà. Ao sen rộng chưa? Trò lá nằm trên ao sen. Giống ngọc xích đô có tử vi, có mạng, anh em. Chuyện đồ thiền cũng tốt. Cái gì kế bên có giường mai, giường mai thịnh phát, cái sắc kê trời vô quá trời, cánh rộng ra đẹp. Cái đường sau cái mít sẽ xài trái chưa? Ừ, đẹp, quan âm đẹp cả nhà. Quan đẹp cả nhà. Cái quan âm có cái ao nhất đẹp, ao dài bắc cây cầu qua cầu dừa. Đẹp lắm nhà, cái bên quan âm nè, xin chuyển cái bên quan âm nè. Rau cải trồng qua màu rau cải, rau sạch ăn. Đây là tam bảo đẹp. Bàn thờ lục tổ. Bàn thờ lục tổ phía sau. Cái ông Tiêu, ông Hậu Pháp. Đó, đẹp chưa? Đó, dựng Lâm Thiền Ni đặng xanh. Rồi, Lâm Phương chào cả nhà nha, chúc cả nhà một mùa Phật đản sanh an lạc kiết tường.